Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Chúng ta cũng đã khá lâu rồi không trở lại với bản Tà Chơ đúng không ạ? Khi mà bên cống rua hôm nay là chờ ganh thợ điện lên để ngày mai kéo điện các bạn, thì hôm nay mình sang cập nhật tình hình cho tất cả các bạn cùng nắm bắt ở bên Tà Chơ để anh em đã hoạt động và tiến độ vật liệu rồi là đường xá đến đâu rồi. Như các bạn biết là bên Tà Chơ này là vào giai đoạn 7, tức là giai đoạn mà đổ bê tông vào nhà rồi. Đường xá thì từ đây lên trên đấy là xong, gần như là xong 100%, và còn mỗi cái đoạn vách đá là chờ máy bên làng Tống sang thì mới làm tiếp tục. Và mình cũng phải ghi nhận là anh em ở trên Tà Chơ phải nói là rất là nhiệt tình và làm cái phong cách làm việc rất là khoa học. Anh em đã chở hết vật liệu lên để làm dục mình vào để làm cống cho bà con rồi đấy. Còn hôm nay vào cập nhật tình hình cho tất cả các bạn cũng biết là bà con đã bắt đầu đổ những cái tuyến đường vào nhà rồi. Đấy, mình phải vào đây ngay, sáng nay thì số điện ra. Đó là làm việc ở những cái bản làng như thế này thì cũng cảm thấy rất là vui và nhẹ nhõm các bạn, khi mà tinh thần của bà con rất là cao, hưởng ứng những cái dự án, những cái chương trình về đã làm việc rất là nhiệt tình hăng say. Thì hôm nay chúng ta lại trở lại bản Tà Chơ xem anh em làm việc các bạn nhé. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Đây hiện tại thì gặp mấy anh em ở ngoài này. Sắp hết rồi à? Đã hết rồi. Nhanh phết nhỉ. Anh vừa mới gặp xe anh lộn ra ngoài này có khoảng một cây thôi mà bọn em chở kiểu gì nhanh đấy. Vậy em còn sợ không được chở em xuống nhanh này, cả bốn xuống này. Hai người cùng chở. Tức là sợ không được chở là phải xuống nhanh để chở đúng không? Vâng, đang đi làm. Bao nhiêu bao đấy? 5 tấn. 5 tấn 100 bao, em cũng không biết là 5 tấn hay mấy tấn nhưng mà lái xe không báo à? Bên ấy bọn em thường là 5 tấn, thường là 100 bao. Ây giật nhanh thật đấy. Thấy ông anh lái xe bảo chở không kịp đội Tà Chơ đâu. Nó cứ vào đến nơi là tí nữa lại bảo hết rồi, thế thì chịu đấy. Bọn em còn đi làm nương rồi, thấy gọi điện bảo là không xuống nhanh chứ không được chở, thế là bỏ nương luôn à? Cứ 231 này nhanh thật nhỉ. Yeah. Thế là vật liệu của làm cống là xong rồi gì? Vật liệu là mới hộ 30 bao. Mấy hộ một tí mà. Mấy hộ mà vẫn thôi. Chào anh nhá. Xin chào. Cái chú chiếu đấy của ta là đi rồi, còn cái chở nhiều phết lần đầy đấy rồi. Làm mấy đứa tuổi già. Thế là tổng bây giờ được bao nhiêu bao rồi? Mỗi hộ là 30 bao thì chú đấy còn là hơn 200 rồi quá. Hơn 200 bao à? Làm cống cái gì? Vâng, cống này. Không hết được tầm đấy được rồi. Được tầm 300 bao rồi quá. 200 bao là 20 bao một khối đúng không? 10 khối à? Cả xây mố móng nữa thì chắc là cũng hòm hòm không thừa đâu. Thiếu thì cũng không thiếu nhiều đâu. Được đấy, làm tích cực thế. Bây giờ anh lên mà, đi. Bây giờ anh lên theo các em lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên trên bản Tà Chơ để anh em đổ bê tông các bạn nhé. Dưới này thì cát sỏi hết sạch rồi, còn mỗi xi măng này thôi. Chào cán bộ. Lâu rồi không gặp. Lâu không gặp. Khỏe không? Khỏe. 2 tuần rồi đấy nhỉ? 2 tuần rồi. Sao cái này là phát đường à? Vừa phát rồi. Phát có cái chương trình gì mà thấy đường quang sạch to đẹp thế? Đâu, nó đi kiểu nó là bây giờ ở dưới này đẹp rồi, phải trên này phải rộng tí trông phẳng chứ. Được, anh phải ghi nhận đấy, đi từ dưới lên các bạn ạ, dưới lên thấy đường rất là quang mà to, mình cảm giác như kiểu cái đường nó được mở rộng đấy. Hóa ra là bà con phát này xong rồi đốt này đấy, hai bên đường rộng rãi. Ô, cái này mà cái này rộng phết đấy, không phải hẹp đâu nhá. Này một cộng phát xong nó rộng rồi. Rộng thây thang nhưng mà nhiều đá quá nhỉ. Cái này máy xúc lên thì gặp đá này chịu. Đục nhiều đấy. Nhiều lắm. Bây giờ đi chợ à? Xi măng à? Lên nhà nhá, đi ăn trưa nhà nhá. Bây giờ anh lên bản đấy.
lên bảng đây kiểm tra anh đi xem qua qua cái cát chở bên kia, bởi vì là một số hộ thì đủ, một số hộ thì vẫn chưa đợt tí nào nên là cái đổ nó hơi khó. Cứ được hộ nào đổ trước thì đổ thôi. Cái này là quyền lợi. Một con đường này phải 2-3 hộ đi chung thì phải, ví dụ như 2 hộ đủ nhưng mà còn 1-2 hộ vẫn chưa đủ thì đổ thì nó hơi khó. À thế à. Những cái tuyến nào nó nếu mà không đủ thì phải ấy rồi, phân mét ra thôi. Phân mét vẫn thế. Phân mét thì vẫn thế, mình đổ 1-2 mét thì vẫn đẻ 1-2 mét cho người ta thì nó vẫn thế mà. Thứ là nhiều người người ta chở chưa đủ cái gì. Vâng. Anh cứ lên nhìn rồi rồi ok. Rồi. Đi từ dưới lên không có máy để quay cho tất cả các bạn cũng biết là... Vâng, xin chào, đi nướng về chị? Phun thuốc à? À. Đi từ dưới lên thì các bạn thấy cái đường nó rất là rộng rãi luôn. Ôi, thanh niên kia bị mắc ở giữa đường rồi. Đường nó rộng rãi mà nó đẹp lắm. Nói chung là lên Tà Trơ này mình có một cái cảm giác nó rất là vui, làm việc nó nhẹ nhõm. Dân bản hưởng ứng nhiệt tình. Đây, phía bên dưới này là cảnh thị xã Nghĩa Lộ đây. Đầu thôi, đây là đầu. Còn ra đến nhà mình nó cách đây phải đến 20 cây quá, gần đấy. Cảnh đẹp quá. Đây, hiện tại thì mình đã đến khu vực trung tâm bản rồi các bạn ạ. Nho rồng. Chào bà nhá. Chụp ảnh cú nua. Dạ. Oh. Con chào bà nhá. Đây, hiện tại thì quay máy sang bên này thì các bạn biết là bà con tập kết vật liệu rất là nhiều rồi so với các cái ngóc ngách đường bản đây rồi. Cả một cái tiến dài kia. Đằng này thì chỗ này, khu vực này khu vực làm cống. Khỏe. Khỏe chứ bà? À, mùi rùa. Con lên đây tí. À, không nên bà không muốn nói tiếng kinh. Ui ui, lên đây đúng mùa mận chín các bạn ạ. Tí nữa phải đi ăn mận. Nhiều phết nhờ. Khu vực này là khu vực ấy đây đúng không? Vâng, tất cả những cái này vật liệu này. Làm cầu, à làm cống. Cái này. À. Cả kia nữa cơ. Vâng. Kia, đây. Thế còn các hộ đường về bản là úi hù. Thấy giải nhiều thế ở dưới kia. Vâng, tí đến cái tầng nhà kia rồi. À. Đổ ừ. Hôm nay đổ rồi, chiều nay là có xi là đổ rồi. Ngày mai quá, hôm nay đi lái hết rồi. À, thế à? Vâng, anh cũng thông báo trước rồi, sáng nay xuống gọi còn hôm nay đi lái có tận chục người đi làm, đi chở vật liệu ấy chứ còn lại đi lái hết rồi. À thế à? Vâng. Ngày mai thì mới được. Ngày mai á? Vâng, cô cả bạn đi bây giờ chứ còn bây giờ chỉ có những cái xe này đi làm chứ còn phần lớn là họ đi làm hết rồi. À thế à, thằng xuống nó bảo chiều ấy mà. Chiều đổ được một đường cũng được. Chiều đổ mà. Vâng, chiều đổ cũng được mà. Chiều đổ. Sáng nay thì chưa chở đi. Ừ. Chiều thì đổ. Cống thì chắc chưa làm được quá. Chưa. Cống bọn anh phải chắc phải xong cái cầu kia chắc phải 10-10 ngày nữa đấy. À. Ừ, nó phải ổn cái bên kia bọn anh mới sang đây được. Thì nếu là thế thì bây giờ bọn em đang bảo là đợi, nếu làm xong cái cống này thì bọn em mới trở về liệu đổ cái đoạn đường này lên trên. Ừ, thế cứ đổ thì chắc đổ bên này trước thôi. Cứ đổ ở dưới này trước thôi. Vâng. Dưới bên dưới đường dưới tuyến dưới này trước thôi. Vâng. Ừ. Thế trên này mà để làm cống xong mới đổ đó. Đúng rồi, cái này phải xong cống xong mới đổ đi được. Nhưng mà nếu mà chở được trước thì cứ chở tập kết về đấy, chả sao cả. Có vật liệu thì mới chở hết. Vâng. Có mà, cứ gọi ra cho em chở vật liệu vào có mà đầy. Ôi mận này. Quá nhiều luôn các bạn ơi. Này, mùa mận chín này. Sáng lại chưa ăn sáng nữa chứ. Ngon chưa? Ờ bây giờ nó không chua anh nhỉ? Chín rồi đúng không? Hai toàn nó chín quá rồi. Thế à?
Cái này không phải mật chua đâu, mật ngọt mà. À, sao mình không mang ra chợ bán? Chính một phát thì nó mang nó bán nó trả được bao nhiêu là có lại. Thế á? Ăn. Để ăn là chính rồi à? Để ăn là chính. Đây đưa các bạn đi xem qua một chút cái tuyến đường giữa bản Tà Chơ các bạn nhé. Đây. Đây là tuyến nó chia ra làm hai ngách. Bên này là lên chỗ khu nhà A Súa trên kia. Còn bên dưới này là xuống nhà A gì nhỉ? À đâu? Ôi dồi ôi. Đùa chứ. Nhìn những cái cây mận này chắc là các bạn ở miền dưới chắc là ao ước một lần ở đây thật sự luôn. Mình sáng nay vội vàng quá nhiều việc quá không ăn sáng, lên đây vẫn cố ăn khoảng chục quả các bạn. Đây. Nó sai như cái bông gạo của mình ấy. Sai dã man luôn ấy. Mà quả to. Này. Bên này này, bắt đầu chín rồi này. Hai loại khác nhau luôn, còn lúc nãy mình ăn loại khác, giờ ăn loại khác các bạn. Này mận tam hoa hay không? Cái đường ở vào làng và xóm này thì mình cho đổ là đường rộng 80 dày 10 phân. Ô, xin chào. Vâng, đi xem đường tí. Vâng. Đây. Đấy, nhà nào nhà đấy tập kết hết vật liệu vào đây rồi. À, đi sang bố A Đơ xem là có dao dựa gì không. Để hôm nay không thấy. Không thấy báo ra. Dao người Mông thì bên kênh vẫn bán rất là nhiều người đặt các bạn nhé. Bạn cứ gọi vào cái số máy bán hàng ấy. Mình lấy ở khu vực của bên xã, bên Cống Du ấy, gần Cống Du ấy. Đặt ở bên đây. Toàn thợ cao tay thôi. Xin chào. Bố có ở nhà không? Không à. Ông có làm được dao không em? Tu cha ấy. Ông có làm được không? Làm được con nào chưa? A Đơ không nhà em? Đi huyện à? Em là vợ A nào đây? Vợ A Châu à? Không gặp người ở nhà rồi. Xuống bản thì gặp cô bé vợ của A Châu đây. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Xinh gái đấy. Ba sinh năm bao nhiêu? 202. Mấy đứa con rồi? 2 ạ. 2 đứa con rồi? Vâng. Ui dồi ôi. Thế lấy chồng từ chắc từ năm 14 à? Không. 15 à? 19. 19, 202. Bây giờ mới có 19, 20 tuổi thôi. 19 tuổi thôi. 19. Hôm nay năm nay 2001. Em mới có 19 tuổi đấy chứ. Vâng. Thế em lấy được mấy năm rồi? 3 năm. 3 năm thì lúc đấy em 16 tuổi. 17. 17. Cứ cho nó là 17. Thế chồng với vợ sớm nhỉ. Hai đứa con rồi. Chồng đi đâu ấy, chở vật liệu à? Đi làm rồi. Đi làm mất tưởng A Châu đi chở ấy đấy, không phải à? Không. Chở xi măng ấy. Không. Thế là A Châu là ăn nào? Hai Châu à? À, thế anh không biết. Thôi, ở nhà nhé. Đi lên đây tí đã.
À, nhà nào để nhà đấy ạ? Ừ, nhà pha ở đâu? À, tận bên kia à? À, ừ. Đủ chưa? Tủ vật liệu chưa? Chưa, đang thiếu. Đang thiếu à? Thiếu cơ. Thiếu cái gì thì bảo xe của anh nó chạy vào để mà chở. Thiếu cát với cát cả sở nha. Ờ, ok. Đây là tuyến đường lên nhánh nhà Súa. Nó máu chưa? Chưa. Đây cũng đây tập kết khá là nhiều rồi. Tổng ở trên này có 32 hộ. Thế nhưng mà những cái đường nhánh này cũng phân ra làm 3 nhánh đấy. 3 nhánh nhỏ đấy. Ui, lấy quả bé bé thôi. Bé năm rồi mà, mấy quả kia non quá. Quả này ra tí. Dạ non nó mới ngon. Cái gì nhỉ? Cái vải thiều nhà em nhiều nhỉ? Nó ngọt hay là nó chua? Cái này nó ngọt mà. À. Chứng tỏ trên này trồng hoa hoa quả rất là hợp nhá. Dưa riếc đây này. Mờ mận quanh nhà luôn. Đây các bạn ạ, lên đây A Súa mời dưa chuột này, mận nhà trồng này. Còn đây là cái quả này mình từ bé mình chưa nhìn thấy bao giờ. Gọi là cái gì? Mận, nó gọi là mận nhưng mà cái này là nó ở trên rừng cơ. À. Nó là kiểu cây nó tự... Tức là gọi là mận rừng à? Vâng. Đây các bạn này, không nhìn được. Có vỏ gì hết rồi, kiểu thế mà ăn thôi. Thế á? Ơ, sao mềm mềm ấy? Nhưng mà hơi chua. Nó gọi là mận á? Vâng. Tức là người Mông mình gọi là mận rừng. Vâng. Ờ nhỉ. Cái này không có vỏ gì không? Thế mà ăn thôi. À. Nhưng mà hơi chua. Chua. Nhìn thì rất là ngon, nhìn nó màu hồng xong rồi nhìn nữa. Nhìn quả nó ngon lắm. Cũng to bằng quả mận các bạn ạ. To đây. Đây là quả mận, đây là mận tam hoa đúng không? Đây, ném hai quả vào nhau đây. Nhưng mà cái mận mình này nó cứng. Cái này nó hơi hơi kiểu mềm mềm mềm. Đấy, cái này dạng như kiểu chưa nhìn thấy, nói chung A Tú chưa nhìn thấy bây giờ luôn. Thử miếng nào. Trên núi có rồi. Chua. À, ui. Chua quá. Chua mà nó mọng nước đấy. Đây, có nước mà. Cái này có đường, hạt. Mình phải cho đường vào. À. Sau đó là mình để cái nước đấy để uống thôi. Rồi giống như kiểu nước mơ ấy gì. Vâng. Quả này đây hạt nó vẫn là như kiểu hạt quả mận đấy ở trong này các bạn ạ. Nhưng mà mình đúng thật là mình chưa bao giờ mình nhìn thấy cái quả này đâu. Quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây. Mùa này nó mới có thôi. Mới chín thôi. Đúng cái mùa mận đúng không? Vâng, mùa mận. Ngon nhỉ. Có nhìn thì rất là ngon. Có hai loại cay nhá. Cay thì nó quả nó đỏ hơn. À. Cái quả nó đỏ thì nó không chua như quả như này. Chua 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 dã man luôn. Cái này phải có đường này. Đúng rồi, có đường vào ngon lắm. Là mình mới pha đường mình để cho vào chai. Sau nó mới tăng thành nước hết. Ăn ăn quả anh ơi. Được. Có cái quả này hay lắm này. Chua lắm. À, ui, ăn xong bây giờ vẫn còn dùng mình. Quả này. Chua. Rất là chua. Ăn đi anh. Đây. Hết chưa? Hết xi măng chưa? Hết sạch rồi. Khiếp nhỉ, chở nhanh thật. Cát sỏi cũng hết, thế nắng hết. Thế à? Thế tình hình là thế nào? Liệu đổ được chưa? À Súa. Thì đổ thì vẫn có một số hộ vẫn chưa đủ vật liệu thì nó hơi khó. Thì bây giờ nếu là mình đổ thì vẫn được thôi, nhưng mà kiểu ví dụ như tuyến này, tuyến đường này đi có 5 hộ. Thì nó vẫn đủ 3 hộ thì đủ vật liệu, vẫn còn 2 hộ thì đang thiếu, thì nó anh em bảo là thế thì xem là đợi được thì đợi đến ngày kia. Thì tranh thủ hôm nay với ngày mai tranh thủ nó chạy hết một chạy hết vật liệu đã rồi đổ một thẻ luôn. À. Cho nó dễ.
Rồi rồi, ok, thế cũng được. Thế thì anh sẽ bảo xe chạy cấp tốc vào đây mấy ngày liên tục đi, để hôm nay ngày mai đi, để bà con... Bởi vì có một số thì nó chở sau, bởi vì nguyên liệu là hôm đấy là có số chở trước thì đủ vật liệu rồi, còn máy hộ nó chở sau thì hết vật liệu nè, bây giờ nó đang chờ vật liệu. Thế kia nếu mà đủ thì nó chạy 2 ngày là đủ hết mà. Tức là do là hết vật liệu ở dưới kia, vâng, nên người ta chưa chở kịp được, đúng không? Nếu mà tính theo bao, theo hộ thì nhiều hộ chưa đủ. Vâng. Hộ thì đủ rồi, hộ chưa đủ đúng không? Vâng. Rồi, ok thế. Còn có hộ thì vẫn được tầm 30% là 10. Ví dụ như là mình khoán tầm 30 bao trả hàng thì mình được tầm 10 bao rồi. Thì vẫn thiếu một tí thì nó bảo là thế thì đợi, cố đợi 1-2 ngày nó là xong đủ hết thì làm một thể luôn. Rồi, còn rồi, ok. Ok. Thế cũng được, thế thì chiều nay anh tí nữa anh vẫn cứ điện xe nó vào đều. Xong là anh em vẫn cứ tiếp tục chở trong vòng hôm nay, ngày mai, ngày kia nữa đi. Cho đủ hết đi, còn cái cống là đủ rồi đúng không? Cống à, cống thì gần đủ rồi đúng không? Là hết chỗ đấy xem là thiếu bao nhiêu thì thêm vào. Khả năng là đấy chắc gần đủ rồi nhỉ? Gần đủ rồi, nói chung cái số lượng đấy gần đủ rồi. Nhưng mà bên thợ của anh đang rất là bận ở bên kia. Chắc là phải đổ đường trước xong mới làm cống sau thôi. Còn cái máy là bên kia. Máy là chiều nay bắt đầu tháo, và có thể là nếu mà chiều nay nắng thì ô tô mới vào lấy được, chứ còn mưa thì cũng không lấy được đâu. Mà xe đang chạy vào đây là gì? Xe thì thế. Xe anh đang chạy vào đây, là gì, đi đường bên kia. Thì thế. Mai nhỉ? Mai được. Bởi vì anh em đang tính là xe là bên kia xong ấy, thì chuyển cái máy để tranh thủ lăng tầm khoảng 20 ngày nữa là gạt lúa. Gạt lúa rồi. Trong đó bây giờ chưa gạt thì mình tranh thủ để làm xem là đến mùa gạt lúa xem là xong chưa. Chưa xong thì nghỉ vài hôm gạt lúa, vài hôm tiếp tục làm. Rồi rồi. Thế là cái máy khoan đá là chiều nay anh bảo tôi, má sáng nay anh bảo là chiều nay bắt đầu là tháo ra đấy. Rồi. Tại vì bên kia cũng xong rồi, cầu lòng tống về phần máy khoan đá đã xong rồi các bạn nhé. Giờ chỉ đổ bê tông và làm ghép sắt thôi. Chuyển sang bên này làm tiếp. Đây, A Súa đang cho đó, mẹ cho cái một ít mang về nhà, mang về quả nhà, lá lạ. Lấy cái cho vào lọ ngâm đường chắc ngon lắm. Lấy cái lọ về, về đủ đường vào. Đấy, cái này mà ra nước anh đường thì ăn ngon lắm. Cho tủ lạnh nhá. Không, nếu mà đã cho lá làm nước đường thì phải để ngoài. Cho tủ lạnh nó không ngon lắm. Đấy đâu. Khi mà hòa thành nước ấy thì mới cho tủ mát thôi. Còn để như này xong là nóng nóng một tí nó mới ra nhanh, nó mới nấu nhanh. Để như thế là khi nào mở có ga rất to lắm. Nó có ga đấy. Nó có ga đấy. Đi đi thôi em ạ. Lấy quả cho vợ thưởng thức thôi. Thế thôi. Cái này xong rồi. Vâng. Tí nữa đi ra cây làm mấy quả mận tam hoa nữa. Ngon quá. À mận... Hay là lấy mận ta nhỉ? Mận ta mình xuống nhà... A Giàng dưới kia nó có nhiều. Mình lấy cái đấy nó ngon. Đi xuống A Giàng đi. Vâng. Xin mấy quả mận ta về cho vợ. Vợ bầu bí các bạn nhá. Nên là... tăng cường đồ chua cho... về cho khỏi cáu. Nhưng mà ngon thật, cái mận ta ở trên này ngon lắm. Cái Súa ấy, em bảo bà con đổ cái đường này là phải dày 10 phân nhá. Rộng 80 hoặc 1 mét đấy là tùy bà con. Tùy thôi. Dày là phải vừa đảm bảo cho anh là dày 10 phân. Còn nếu mà đi bình thường ở trong làng này chắc anh nghĩ là 80 phân là được rồi. Rộng thôi. Rộng ấy. Bởi vì ở đây nó không có cái tránh xe nhiều mà. Nó là đường nhánh nên là mình làm nó nhỏ hơn đường chính một tí. 80 phân. Công nhận bà con đây có những tích cực chở vật liệu thật. Khoán theo hộ người ta chở tốt. Khoán như này nó có trách nhiệm. Chỗ này phải đặt cống này em này. Cái này hả? Ừ. Cái này làm cống khó không?
đào xuống thì đổ mặt đường đi cho nước về nó chảy qua không được. Chảy qua đường suốt ngày thế này có mà hỏng hết. Phải làm cái cống. Không được đâu, nếu mà lâu lâu nó mới chảy được. Cái này ngày nào nó cũng chảy thế này không được đâu. Cống thì vẫn là cái như bên kia nó mình đổ xong là mình đạp vào như cái kia. Giống cái này này. Cái này à, được. Đào xuống xong là lấy cốt pha về dựng vào đấy xong đổ bê tông xuống. Xong là nếu mà không rút cốt pha thì để luôn cả cái miếng cốt pha đấy xong đổ bê tông qua trên luôn. Chả sao cả. Cho mấy cái mình làm tới được khoảng 80 này cứ đổ luôn thôi. Ừ. Nào nó có cái gì trong lấy tay rút ra được mà. Đấy. Đây gặp bà chủ đây rồi. Cho xin mấy quả về cho vợ ăn nhá. Ừ. Này, các bạn nhìn cái cây mận ta cổ thụ này. Phong lan thì trồng nhiều. Cây thì sai như kiểu là cái bông gạo ấy. Đây này. Ôi, ngược sáng không nhìn thấy nhỉ. Sai thế nhỉ. Cái này mình không mang đi bán à chị? Nó chín. À. Thế này tưởng chín rồi chứ? Chưa chín mấy à? Vâng, toàn nữa là ok. Ừ. Cái này chín nó có quả đỏ đỏ chứ. À thế à? Chẳng không đỏ hết quả nhưng mà nó đỏ. Đây, chín đây này. Chín là đỏ đây này. Ô cần gì phải trèo xuống ở đây mà với lấy mấy quả đó mà. Chỗ này chắc là bọn nó trẻ con nó hay với ra hay sao. Lác đác đi cơ mà. Đây này, quả chín đây này. Không, đấy chưa phải là chín. Ô, đây. Nó héo nó thế á? Nó lại khác ạ. Con sâu ăn. Con sâu ăn nó chín thế này à? Ừ. Nhà này trồng được nhiều nhỉ? Mấy cây? Ơ một cây to này thôi à? Cây 4 cây. Cây 4 cây. Đấy, nó rơi động mà nó rơi bộp bộp kìa. Được rồi, thế thôi. Là một nhúm về cả nhà ăn. Anh lên là mận sạch không phun phước gì đâu nhỉ? Tuần một... là anh lên là 9. À một tuần nữa là 9 à? Đấy. À một rúm. Giàng đi đâu rồi nhỉ? Chở vật liệu. Đi. Ủa chế à? Ô, em cảm ơn nhá. Mùi chế á. Ừ. Chế á. Không ăn cơm đâu. Đây có vợ bé đâu mà ăn cơm. Nào tìm có vợ ở đây lên ăn cơm đều đấy. Đây anh Giàng làm cái gì mà có cái bếp này? Ông rèn á. Cũng rèn dao. Sao nhiều người biết rèn dao đấy? Nói chung là cái người già ai cũng biết gì. Thế mà chả làm mà bán nhỉ? Kiểu nó không có người mua thì nó lại không ấy chứ. Nó lâu nó lại sửa cái của nó. À, chủ yếu là để sửa của mình thôi đúng không? Sửa của mình. Ừ. Để cho mình dùng. Ừ. Nhà nào cũng thấy có lò rèn. Thôi, chị ở nhà nhé. Xin phép em về đây. Ok, Sú ở nhà nhé. Anh về đây ngày kia. Nói chung là điện được ngày nào tập kết đủ vật liệu thì anh lên nhé. Ok, và có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây các bạn ạ. Hôm nay được một ngày đi khảo sát rồi là đi thăm xem bà con vật liệu đến đâu rồi.
và chủ yếu là đi ăn mận. Bữa mận no về. Nào, mù chế. Đủ chưa? Vật liệu đủ chưa? Chưa. Chưa à? Ừ, anh về nhá. Về nhá.